tháng 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. 28 tháng 12 năm 1944 và 28 tháng 12 năm 2003 kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 26 tháng 6 năm 1989 và 26 tháng 6 năm 2023. Đó là 34 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Lời đầu tiên cho phép tôi xin kính chúc tất cả sức khỏe các đồng chí và gia đình. Lời kính chúc sức khỏe chân thành và lời chào trân trọng nhất. Chúc ngày gặp mặt truyền thống của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể các đồng chí, cách đây 52 năm, chúng ta là những người con, là những thanh niên, người con của quê hương, tất cả trung dũng và quyết thắng. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, chúng ta đã hăng hái lên đường nhập ngũ, cầm súng bảo vệ đất nước. Trải qua những tháng năm huấn luyện gian nan vất vả, để rồi chiến trường miền Nam đã kêu gọi chúng ta. Những tháng ngày hành quân, xẻ dọc Trường Sơn, đi cứu nước, đơn vị chúng ta được bổ sung vào E-36, F-38 sư đoàn quân tiên phong, tham gia vào mặt trận Quảng Trị 1972 anh hùng. Những địa danh in dấu chân chúng ta như Như Lệ, Tích Tường, La Vang, Ái Tử, sông Thạch Hãn và thành cổ Quảng Trị. Những trận đánh ác liệt vô cùng dữ dội, nhiều đồng đội chúng ta đã anh dũng hy sinh, mãi mãi yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Với 81 ngày đêm đã trở thành mốc son lịch sử trong các cuộc chiến đấu và bảo vệ đất nước. 52 năm đi qua, chúng ta 52 năm đi qua, giờ nửa dân nửa một đời người, ngày nay chúng ta đã lên ông lên bà trong các điểm vàng. Xong chúng ta vẫn phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, khắc phục mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ngày 28 tháng 12 hàng năm, nó đã trở thành ngày gặp mặt truyền thống mà mãi mãi không phai mờ trong mỗi chúng ta. Với cái ngày này, cái ngày mà chúng ta không thể quên được. Giả sử sau này, cũng nói với đồng chí là sau này có đến ngày 28 tháng 12 mà có những, mà giấy mời chưa đến tay, các đồng chí cứ đinh đinh rằng là ngày này là ngày chúng ta gặp nhau. Miễn phải vì ngày đấy là ngày truyền thống rồi. Còn cái phương hướng của năm 2024 này của chúng ta ấy, thì là hội chúng ta là cái hội cựu chiến binh tự nguyện. Tất cả chúng ta đều là cùng một, cùng đi với nhau, cùng nhập ngũ với nhau, cùng đánh với nhau. Và bây giờ chúng ta về lại cùng trở về đời thường, chúng ta lại hội họp để chúng ta thành lập một cái hội cựu chiến binh của E36, F38 của Hải Phòng, để chúng ta mỗi ngày này chúng ta gặp nhau để hàn huyên tâm sự và tưởng nhớ những cái kỷ niệm. Thì cái phương hướng của chúng ta thì này là tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong mỗi hội viên, xây dựng hội cựu chiến binh E36, F38 luôn bền vững. Đấy là cái mong muốn đầu tiên của ban liên đảng, là mong chúng ta còn từ đây người thôi, nhưng chúng ta vẫn đoàn kết nhất trí một lòng để xây dựng của hội chúng ta đừng có mai mốt đi, mà chúng ta vẫn phát triển. Mà dần đây tôi sẽ nghe một số đồng chí là thông báo tôi sẽ chịu khó đi đến tất cả những cái khu vực của chúng ta chẳng khác rồi là các thứ, và tôi cũng động viên một lần nữa để xem các đồng chí ấy có tham dự hay không đấy, cho coi là cho nắm được. Vì nói thật các đồng chí là khi bắt đầu mà tôi với anh Thành nó đi từng khu vực một, từng khu vực một liên kết để động viên tất cả các đồng chí chúng ta hãy quy tụ với nhau để duy trì hội E36, F38 của chúng ta mãi mãi bền vững. Nhưng do một lý do nào đó mà một số ở nơi xa là các đồng chí ấy tạm không sinh hoạt. Thế nhưng phương hướng của chúng ta của cái năm trước và năm nay, chúng ta vẫn mở rộng cánh tay. Cái điểm thứ hai là mở rộng những buổi kết thúc liên hoan kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước bằng nguồn kinh phí của mọi người tham gia đóng góp. Bây giờ một năm chúng ta có mấy buổi kỷ niệm
cái kỷ niệm mà lớn nhất của chúng ta là kỷ niệm ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đấy là cái ngày, là ngày chúng ta không thể quên được. Và ngày 1 tháng 5 và ngày 2 tháng 9, chúng ta sẽ mở rộng nhiều buổi tiếp xúc trong một năm nhằm gắn kết mọi người với nhau. Đấy. Nguồn kinh phí thì tự nguyện của tất cả các đồng chí tham gia, đúng không? Là mấy, miễn rằng chúng ta luôn luôn gắn kết, luôn luôn đoàn kết và có một ý là cùng chung sức để xây dựng của chúng ta luôn luôn phát triển, luôn luôn được. Cái điểm thứ ba đó là hội luôn mở rộng chào đón các đồng đội muốn quay lại sinh hoạt, hội luôn luôn chào đón. Và cái năm 23 và năm 20, cái xu hướng của năm 23 cũng thế, tôi cũng đưa cái điểm này vào cái xu hướng là sẵn sàng chào đón tất cả các đồng chí cùng quy tụ với nhau bao nhiêu năm giờ, chỉ vì một chuyện nhỏ nhỏ mà chúng ta cũng có thể giải lộ, đó là một điều rất đáng biết. Thì thôi, chúng tôi sẵn sàng là chào đón tất cả các đồng chí quay lại để cho hội chúng ta. Cái thứ tư nữa, cái điểm thứ tư của cái xu hướng 34 này là để hội hoạt động thường xuyên, có hiệu quả thì tất cả các đồng chí tham gia này phải đóng hội phí một cách tự giác và đầy đủ thì chúng ta mới có hội phí để sinh hoạt. Đấy là cái điều mà bất kể một hội nào cũng thế, phải có kinh phí hoạt động. Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc buổi liên hoan vui vẻ, ngày gặp mặt truyền thống thành công tốt đẹp. Các đồng chí phát biểu đi. Chúng ta đồng chí, nhưng mà tôi là anh Nam trước đây là cũng là thời kỳ là tâm sự gần nhớ nhau. Thế nhưng mà khi mà về đến Hải Phòng thì là cũng là được may mắn là anh em hội tụ về sinh hoạt trong một cái môi trường bên ngoài. Thế thì qua quá trình cái thì cũng được tham gia với các đồng chí là trong 36. Tôi là 88, tôi thì là 4, đại đội 3, cũng từng tham gia ở Quảng Trị 81 ngày đêm và tôi lại được là vinh dự là ở đường 9 lần nào đấy là hội bắt đại thả thọ đấy. Thế là tôi cũng rồi mà như thế có các đồng chí là tôi chưa rất là vinh dự là được cùng các đồng chí hội tụ ở đây cũng như hôm nay chúng ta cũng phải đồng chí đã nói rồi mà. Nhưng mà theo tôi phát biểu này có chứng thực rất loạn rồi. Anh em mình là qua chiến đấu có đồng chí bị thương, có đồng chí không bị thương, nhưng mà khi mà về đến đất Hải Phòng, alo, chúng ta đã được may mắn là gần nhau mà đã là truyền lửa cho nhau cái tình cảm, thì theo tôi nghĩ là không có cái gì mua được. Vì trên đời này là thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là tình cảm anh em bao giờ mãi mãi gắn kết với nhau. Để như là các gọi là những người chiến đấu người ta đoàn kết và cái đại đoàn kết thành công thì phải đại thành công, mà chúng ta đã có cái tâm huyết với nhau, gần với nhau, thì ngoài cái việc là sinh hoạt đời thường chúng ta có một mỗi đồng chí là có một cái năng khiếu riêng thì chúng ta có truyền đạt cho kinh nghiệm cho nhau để sinh hoạt trong vừa qua thì đã đạt được những thành tích rất tốt, nhưng có một cái điều này từ trước từ cái ngày bắt đầu thành lập cho đến giờ phải là cái đơn vị của chúng ta đấy rất đông vui,
rất đầy đủ các đồng chí, tôi thấy là gần 100 đồng chí đợt có đợt họp tới trên 60 người. Cho đến bây giờ chúng ta đây thì mỗi khoảng có hơn 20 người thôi, đúng không ạ? Thì bây giờ một cái lý do làm sao tôi xin phép mạn phép với các đồng chí trong chánh phó trưởng ban liên lạc đơn vị chúng ta, đúng không ạ? Thì làm sao cố gắng động viên, tôi thấy là những cái đồng chí mà trước sinh hoạt với chúng mình đến rất đông, và bây giờ thấy đấy vơi quá nhiều, chỉ loanh quanh vài năm nay chỉ có mấy anh em chúng mình đây là đứng có mặt với nhau. Thì tôi báo cáo đồng chí này ở dưới hội chi hội của chúng tôi ở dưới bây giờ còn có hai đồng chí, tôi và một đồng chí Đinh Đình Thắng nữa, bây giờ Đinh Đình Thắng đang bị tai biến, bị nguyền không đi được đấy, và đồng chí Đỗ Văn Huệ thì đã hy sinh rồi, mất rồi, thì các đồng chí đã đến thăm viếng rồi. Thế bây giờ tôi có một cái ý như này, các đồng chí trong ban liên lạc làm sao một đồng chí cố gắng động viên những anh em, những đồng chí mà đã sinh hoạt chúng ta bắt đầu sang năm, để các đồng chí cố gắng động viên những đồng chí đó để đến sinh hoạt với lại chúng ta cho đầy đủ, thì cái cuộc họp của chúng ta với đại ý nghĩa, đúng không ạ? Thế năm nào cũng thế, chỉ có đến đây đồng chí thôi mà tự nhiên vắng đi khoảng độ dài một nửa, đúng không ạ? Vâng, dài một nửa. Thế là chúng tôi thấy có thiếu sót, cái thiếu vắng rất nhiều tình cảm anh em đồng đội, đúng không ạ? Thì bây giờ tôi chỉ có một ý kiến như thế, thì ở trên này các đồng chí ở đâu, nhưng mà dưới đơn vị, dưới chi hội tôi còn có hai người, một người ốm và một mình tôi. Năm nào tôi cũng đến đầy đủ, kể cả 30 tháng 4 hoặc 2 tháng 9 các đồng chí mời chúng tôi đều đi cả. Đấy, thì là cái tôi chỉ có một ý kiến như thế, là mong sao các đồng chí thì cố gắng tụ họp anh em cho đầy đủ để anh em đi họp có thành công. Còn tôi xin ý kiến như kính thưa các đồng chí, thì tôi cũng xin một ý kiến này, thì mặc dù cũng báo cáo các đồng chí là mặc dù tôi ở 308 có một năm thôi, nhưng mà một năm đó đối với tôi quá ý nghĩa, là vì đây là đơn vị tôi chiến đấu và trưởng thành, cho nên là muốn thì cái đơn vị 308, 36 là mãi mãi ghi nhớ dấu ấn trong cuộc đời tôi, không bao giờ quên được. Và nhất là đồng đội anh em 36 308 thì mãi mãi tình cảm không bao giờ phai. Đấy là đối với tôi, cá nhân tôi. Do vậy mà khi mà tôi về Hải Phòng, tôi tìm bằng mọi cách tìm được liên lạc được để với 308, với 36 để tôi tham gia sinh hoạt. Và đến giờ phút này báo cáo các anh là tôi cũng rất mừng, là riêng đại đội 14 chúng tôi có 4 anh em, anh Lâm, anh Đức, anh Vinh và anh Ngải rất là gắn bó, và đã từng đi thăm đồng đội, thăm tình đồng đội và thăm đồng đội. Để chúng tôi đến thăm anh Núi mà anh mất, anh là người được cán ở trên cái võng, mà hai đồng chí cán là bị hy sinh, mà đồng chí vẫn nằm trên võng vẫn sống đến bây giờ ở bên trạch cuối, ví dụ thế. Hai nữa là đồng chí Tuấn là cũng ở đại đội 14 cũng đàn hay hát giỏi, mà 50 năm chúng tôi mới tìm được về Bắc Ninh, tìm và bốn anh em, mấy anh em chúng tôi về tận gia đình thăm, có quà thăm. Đấy, đây phải nói rằng là cái tình nghĩa đối với đồng đội từng chiến đấu trên một chiến hào ấy, thì rất là quý, quý lắm. Thế nên là tôi thấy cái hội của chúng ta thời kỳ đầu đấy là cũng rất là quy củ, rất là đông vui và rất là khí thế, nhưng cũng do một là Covid, xong rồi do các đồng chí từng thời kỳ nó cũng có những cái nó mai một đi, nhưng đến bây giờ thì cố gắng là đề nghị ban liên lạc và đề nghị các đồng chí cố gắng làm sao vực duy trì tốt. Và tôi cũng nói thật các đồng chí này, quan trọng báo cáo anh Thắng là quan trọng người đứng đầu, người đứng đầu tâm huyết nhiệt tình thì kiểu gì cũng kéo được anh em lên, vì người đứng đầu quan trọng lắm. Cho nên là cũng rất mong, nhưng mà trong đó vì đây là việc hội thì mỗi người chân tay, chứ bây giờ chỉ cứ mong vào người đứng đầu thì mà tất cả anh em không nhiệt tình thì nó cũng phong trào cũng không lên được. Vừa rồi tôi đi cùng với đoàn một ngày về sư đoàn, về thăm Lăng Bác, xong rồi về sư đoàn 308. Về sư đoàn thì báo cáo các anh là sư đoàn bộ, chính ủy sư đoàn trưởng, các phó chính, rồi các ban ngành họ đón tiếp mình rất nồng hậu, quá quý, họ đón tiếp và họ cho
cảnh vệ và cho anh em tiêu binh đứng chào, dẫn xe, dẫn đường, làm phải nói rất những người ngồi trên xe của cựu chiến binh cảm thấy cảm động. Đơn vị lương chức họ đón tiếp mình như thế quá nồng hậu, và chính những người đi cũng cảm thấy tự hào mình là chiến sĩ, là cán bộ, là cán bộ chiến sĩ của 308. Cho nên là tôi thấy đi một cái chuyến đi tôi thấy rất là bổ ích. Đấy, tôi đã quay hai cái clip, một clip vào viếng lăng Bác và một clip về sư đoàn để tôi đưa lên để cho các anh chị xem. Thế thì hôm nay tôi cũng cố gắng quay lại một những hình ảnh của anh em mình nhằm mục đích đưa lên để nhằm mục đích cựu chiến binh 306 vẫn hoạt động và vẫn hoạt động sôi nổi. Thì ngoài ra những anh em họ chưa biết đến họ, hoặc là họ không, họ cảm thấy là mình tức là chưa nhiệt tình, thì họ thấy là tổ chức của mình vẫn hoạt động tốt thì khi họ lại tiếp tục tham gia. Thế thì tôi rất mong muốn là cái vì của mình là tình nghĩa đồng đội mà lại cùng chiến đấu một chiến hào, vào sống ra chết có nhau. Thế thì cái tình cảm không thể có tình nào quý hơn cái tình cảm này. Cho nên là tôi cũng mong muốn làm sao cái tổ chức của ta càng ngày càng phát triển, càng ngày càng gắn bó và càng ngày càng quy củ hơn, để ta phát huy cái cũ ta đã có. Cái mới thì những cái gì mà ta khắc phục được thì ta cũng khắc phục. Thì báo cáo các chí là nhiều đồng chí cũng mặc dù cũng sinh hoạt các chí tâm huyết lắm. Anh Đức hai lần anh điện cho tôi, anh bảo tôi rất là tâm huyết với hội nhưng mà không thấy các anh báo. Thế bảo anh ấy bảo là hôm nay anh vào các đi học gặp anh Lâm với anh Vinh với Sài Gòn, và tôi xin gửi 5 năm để tôi đọc quỹ bảo hộ. Đấy, đấy tức là báo cáo rằng là có thể có những người nhóm, ví dụ như nhóm tôi nói thẳng như ví dụ nhóm chẳng khác, có thể 1-2 cá nhân người ta phát biểu thôi, chứ rất nhiều người người ta còn tâm huyết lắm, người ta vẫn muốn tham gia cái ngoại hội lắm. Cho nên là mình cứ làm hết sức mình, ai tham gia được thì ta trân trọng, ta quý, còn ai họ không tham gia được mình mình chịu thôi. Thế thì theo tôi là tôi cũng là có một cái tiếng nhỏ như thế, xin hết ạ. Các đồng chí khác có ý kiến thì hôm nay thì là thấy hội cũng có những vấn đề mà cảm nhận được, có cái suy nghĩ thôi. Trước và sau thì đồng chí đã phát biểu rồi. Thì tôi đi vào chính thì đây tôi nói anh em mình thử nói với quản lý anh em lý do mà anh em mình ai cũng biết từ khi thực tập đến giờ, ví dụ như là chiến quan trước của chiến quan là đồng chí Bình đúng không ạ, đồng chí Thanh là cái ban liên lạc đầu tiên ấy, sau này chuyển sang đồng chí Quan là rất là ngồi làm và rất là khí thế, số lượng người tăng lên, thế bây giờ lại giảm đi, cho nên cái này anh em mình đều có cái suy nghĩ như vậy. Thế thì bây giờ tôi có một cái không phải sáng kiến đâu, nhưng mà tôi tham gia bên này dựa trên cơ sở trước đây cái ban liên lạc không phải là chúng mình, rồi đến đồng chí Quan hoạt động, thì tôi đúc kết ra tôi thấy là như này, anh em mình nên có một cái hoạt động cha già mẹ héo hoặc là những đồng nghiệp người ta hy sinh rồi. Nhưng cái người sống nhìn vào cái quan hệ, ví dụ như là tổ chức để đến thăm viếng bố mẹ, bạn bè, đồng đội mình đấy, thì cái tổ chức nó rất quan trọng để cho người ta mình đều có tự hỏi rằng là tham gia hội để làm gì, đúng không nào? Cái ý nghĩa của tham gia hội để làm gì? Đấy, không phải đến đây họp để nhìn nhau uống rượu rồi là rô rồi là ăn với nhau xong rồi cũng chẳng anh em rồi. Chủ yếu là tình cảm. Trong cái tình cảm đó thì tôi nghĩ là riêng cá nhân tôi nhé, tôi nghĩ là trong tình cảm anh em hiểu đến đây nó rất là ý nghĩa của thời kỳ của chiến hào sống chết đúng không ạ? Cho nên là trong cái việc này tôi này bây giờ muốn cái đó rồi. Thế còn cái nhiều cái việc khác nữa thì tôi nghĩ anh em mình là đều quan trọng.
ví dụ như đóng góp rồi liên hoan thì tôi thấy là cái đó chưa phải là quan trọng lắm. Quan trọng nhất là người ta hỏi, người ta hỏi mới là ý nghĩa của hỏi đấy. Đến đây ta hỏi nhau thì cũng bắt tay bắt chân rồi, nhưng còn cái ta hỏi khác nữa hỏi cho tôi cũng như thế đấy. Tôi xin có vài ý kiến phát biểu với anh em nhé. Cái đồng đội của chúng ta thì như vậy là cái tình cảm nó không có tình cảm quý báu, là có tình cảm của một cái đất. Mà muốn cái tình cảm nó càng ngày càng sâu đậm và nó càng phát triển lên thì cái công tác tổ chức là một công tác rất quan trọng. Vì thế nên là những cái buổi sinh hoạt của chúng ta là một năm mà chỉ có một buổi sinh hoạt ấy, thì rồi nó sẽ càng ngày nó càng rơi. Cho nên là cái sinh hoạt nó dày như thế thì anh em gặp nhau vui vẻ trò chuyện thì tình cảm nó càng gắn bó hơn. Cho nên là tôi thì như vậy là cũng là tuổi cao rồi, đi là rất là đấy, nhưng mà cũng phải cố gắng. Mình bây giờ mới cao tuổi mà cũng đi cùng anh em thì anh em cũng rơi đúng không? Cho nên là đấy là mong là về công tác tổ chức là chấn chỉnh lại, phân tổ phân nhóm, và sau đó là thời gian sinh hoạt cũng phải là tăng lên cường độ sinh hoạt đi. Thì có gắn bó với nhau thì chúng ta mới duy trì được cái sinh hoạt này. Có lẽ nói nhiều thì không cần thiết, tại vì chúng ta toàn ấy, những cán bộ và đã từng là những người mà đã làm công tác xã hội là đều làm cả rồi. Cho nên là tôi nói nhiều thì bằng cửa nên là có ý ngắn gọn để tham gia với chúng ta tăng cường sinh hoạt, củng cố lại tổ chức để làm sao mà duy trì cái tổ chức chúng ta tốt hơn. Đấy, đừng để nó rơi xuống, nó chỉ bạn giữ và tăng lên. Cái chờ tất cả các anh ngồi đây thì thực ra từ đấy đến giờ anh em mình cũng trao đổi về cái cơ cấu tổ chức để tăng con số lên để sinh hoạt. Thì tôi cũng mạng muội như này, trước kia cao điểm nhất tôi ngắn gọn thôi là chúng ta 60 mấy người, nhưng trong quá trình thì chúng ta đã rơi xuống khoảng 10 mấy đồng chí rồi, thì nay còn 5 mấy người. Mà trong 5 mấy người thì một số thành phần nói thẳng các đồng chí ngồi đây tôi cực kỳ tuyên dương là các đồng chí đến ngày hôm nay tất cả các đồng chí đã rất trung thành với hội này và tâm huyết vô cùng đấy, tất cả các đồng chí vào đây. Còn có những ông mà ta đến giảng chú hoa ra, ông này nói rát cổ ra mời thiết bị thiết mời in, tôi cũng tham gia, làm sao nó trân trọng. Cuối cùng thế này, nói thì rất dễ nhưng mà cái diễn biến cái nhà nó khó vô cùng. Ông Thắng đến từng nhà mà ông ở dưới Đàm Hải mời ông bảo thôi chúng tôi cũng sinh hoạt. Nói bố cái vào mặt thế là thôi, anh bây giờ với chúng đặt cương vị anh em, ông chúng tôi không đi chúng tôi chết rồi, ông mời ông phải đi chúng tôi thấy là do đó phải thật thông cảm cho chúng ta diễn biến đến ngày hôm nay theo đúng coi là quy trình. Thực ra mà nói nữa đến ngày hôm nay từng đấy thế tôi cho là đúng, cứ rơi vãi đi rồi cũng phải học sinh hoạt bọc dây mà lôi kéo ra đâu được. Vì thế ngày hôm nay anh ngồi đây tôi rất tuyên dương mà những người cực kỳ tâm huyết mà có lẽ là về sau chỉ có thế này hoặc nhất lên một phần nào. Tôi nói thật trong tâm cam lên như thế, chứ đừng anh đừng có nói là ví dụ tôi lôi kéo thôi, không làm gì cả. Chúng ta đây một hội tự nguyện đấy, các anh đến thì chúng tôi trong ban liên lạc cố gắng làm sao anh em được xung vầy. Nếu anh em nói đúng một năm 2-3 lần 2 tháng 9 hoặc là quan phòng 3 tháng 4 thì anh em nào có thì coi như là tài trợ để anh em được vui vẻ, đấy là ý kiến thật trong tâm cam thôi. Cái thứ hai nữa thì góp ý với đồng chí Thắng và ban liên lạc, một là trong việc sử dụng Zalo hoặc Messenger rất kém đấy, ông này ông tương tác thì có lẽ chỉ có 1-2 người nói những cái vui vẻ nói chuyện tầm phào chứ chẳng có cái gì gọi là ví dụ ông Thắng ông đưa lên hôm nay mẹ của chị Hoa thì chết, cái là tương tác và chẳng có ai. Ông Hồng mấy vị ở Đồ Sơn tập tế, do đó người ta cũng thông cảm trình độ người ta nó cũng già lão rồi, có một số đồng chí biết thôi còn cứ gào thét để nói nghe nó thế thì không vào trong tùy quý, không cần thiết là các anh đến ngày hôm nay ngồi đây tôi thấy là cực kỳ quý rồi, cực kỳ quý luôn. Đấy, chứ còn bây giờ mấy ông ví dụ như mấy ông đến rồi là chê các ông chẳng ra cái gì cả, ăn uống không ra thì tổ chức không ra thì thôi. Bây giờ anh em thì bây giờ như ông Thắng thì ông trình độ có hai cái thế thôi, với công việc của ông là ông bí thư cái phường thì ông rất là bận, cái do đó là ông làm thì tôi cho tạm được, do đó là ông đã được thông cảm cho tổ chức để vấn đề thế là anh em cũng đã không tổ chức như này rồi. Cứ đến ngày các anh nhớ cho ngày 28/12 của anh đến đây, anh nào đến cũng được con đây, không có tiền đến cũng được, ban tổ chức chúng tôi sẽ đưa. Đấy, thứ hai là ngày 30/4 2/9 mà các anh đến tôi cũng đây tôi đô với nhau là tôi bảo ông đi thiết mời bây giờ rất là rất kém thôi, đến ngày ta hạ bài mấy anh em ngồi được rồi.
một cái lai quần đánh đánh theo tinh thần của đồng chí quyết định thôi. Bây giờ nó là rất vui vẻ. Đấy, các anh ngồi quý quá, ăn mặc đẹp lịch sự như này, con cái trong này đều có đi đâu làm gì. Hơn nữa là cái tổ chức đó được tiếp lời chị Hằng là cái tổ chức mà anh em đi tham viếng. Bây giờ nó thật là rất là giả, rất là tốn đời. Ông này bắt đầu rồi. Không biết cái ý ông quan trọng là nên đẩy đẩy cái suy nghĩ của chúng mời người nào lên chỗ đang suy nghĩ chứ không phải em mình. Nó phân tán ông này Hồ Sơn, ông này Kiến An, ông kia ăn đá tiền lãi. Tuy là khó lắm anh Hải, cũng rất là khó. Chúng tôi còn đi làm mấy ông thì được bế con với cháu thì thôi được ông là ai đấy. Chúng ta chính ra là nói là chúng chỉ bình thường mà chúng ta coi như là theo tính chất của mình. Chúng ta ông tham gia của chúng mình còn không biết quan trọng thôi. Cựu chiến binh đấy phải ra làm chính. Chúng mình đi là cái vụ họ chúng ta đi ông làm đi được. Tốt bảo thắng thì cũng cố gắng ông nói hộ chúng tôi là nói chúng chú làm gì. Thôi anh, báo cáo các ông chí là từ năm sau đổi đi tôi cũng đề nghị các anh như thế này. Là khi các anh nhận được thông báo, nhận được giấy mời thì có anh nào có giấy mời rồi thì cũng nhờ các anh là báo giúp những người mà không tương tác được trên Zalo. Nhiều khi mà ví dụ như vừa rồi là có những trường hợp anh Thắng không đến nhà được thì chúng tôi lại phải chụp lại giấy mời xong gửi trên Zalo. Tức là những anh mà có Zalo thôi, còn những anh không xem được Zalo thì cũng rất là khó. Cho nên là các anh khi có giấy mời rồi thì các anh nên báo cùng với nhau, ví dụ người nội gọi điện cho người kia hỏi xem là đến ngày ấy như thế nào, thì tránh cái trường hợp là anh em tôi có lý do gì đó nó quên mất hoặc là nó sót, quên thì không quên nhưng nó sót. Cái sang năm thì các anh cũng lại thêm một tuổi nữa rồi, thêm một tuổi mới nữa rồi, cho nên là đầu óc nó còn không minh mẫn nữa, cho nên là nhờ các anh là như thế. Thế còn hôm nay thì ngày báo cáo với đồng chí là tất cả số giấy mời phát ra thì là có ba đồng chí là không liên lạc được, là có đồng chí Hà, đồng chí Mong và đồng chí Đáp, là ba đồng chí là không liên lạc được. Thế còn lại thì là ba đồng chí vắng mặt thì đồng chí Doanh thì thông báo là trên Hà Nội đang có dịch không về được. Đồng chí Chính và đồng chí Dũng thì là vì nhà có việc lớn cho nên thì không tham gia được, nhưng vẫn gửi tiền đóng quỹ. Các báo cáo thì tất cả những cái anh em chúng ta như năm ngoái như nào thì năm nay vẫn như thế, chỉ có riêng có ba đồng chí là không liên lạc được, và hai đồng chí là năm ngoái mất. Thế còn lại thì báo cáo ông chí là anh em chúng ta cũng rất muốn là hội của chúng ta vẫn giữ được như này và mời các đồng chí đã từng tham gia và không tham gia nữa bây giờ muốn quay lại thì chúng tôi cũng rất sẵn sàng mời, kể cả in thiếp mời. Tôi nói với anh Thắng in thiếp mời mà gửi, nếu các anh đồng ý mà đến thì chúng tôi vẫn liên lạc, vẫn mời đến. Nhưng mà nói thật với các đồng chí là như anh Dũng vừa nói đấy, là đến nhà các ông ấy phủ mặt thì nói thật là cũng anh em cũng tự ái, nói thật thì như thế. Cho nên là các ông chí cũng thông cảm, thôi ta có thế nào ta dùng thế, anh em ta quấn tú với nhau như thế này là quý lắm rồi. Thế nên là mọi cái việc nữa thì để cho ban liên lạc sẽ lựa từng trường hợp một, từng thời điểm một, đồng chí nào đến thì là chúng tôi vẫn tiếp nhận, vẫn mời và vẫn thông báo các tình các cái quy chế sinh hoạt chúng tôi vẫn báo. Nhưng còn những đồng chí nào mà không đến thì thôi. Nhưng có những đồng chí nó báo cáo đồng chí là có những đồng chí là báo anh em đến thăm, vừa đến thăm xong cái thôi là cắt liên lạc. Thế thì cái đấy là rất là khó. Thần quỹ của mình thì nó có hạn thôi, không thể giải được. Cho nên là cái đấy là báo cáo đồng chí là có thế là cũng có điểm của cán bộ sơ kéo hết bắt luôn tháng ơi, tháng ơi, các cùng tôi đi 2-3 ngày rồi, nó đang các đồng chí có đạp xe đạp các đồng chí ơi, không phải đi xe máy đâu, không dám đi xe máy, đạp xe đạp rách mở những thôn xóm đấy thật đồng chí vậy. Và các đồng chí thì các đồng chí vẫn nếu đến khi tôi điện ra ngoài đấy thì các đồng chí trả lời một câu rất ngắn gọn, rất ngắn gọn và xúc tích là chúng tôi không tham gia nữa, chồng em. Đấy, ở đoàn khác chúng tôi không tham gia nữa, chồng em. Là nó bảo tay xem cái mình tôi cũng bảo thế nên ta sao chi mà bao nhiêu còn xa lắm. Thế nói, thế đây là chúng ta cái này đấy, cái sự rơi rớt này là chúng tôi cũng cố gắng liên kéo nào, không phải không liên kéo, cố gắng liên kéo. Ba ngày giờ tôi đạp xe đạp tôi chẳng khác sân bồ Hạ Lúc, tôi đi hết. Đi có thời điểm tôi đi thăm đi, lúc ấy
đang làm đường tôi phải lách vào xóm tôi biết không phải không phải lách cầm xe đạp lách vào xóm đi nên là qua đây cũng mặc quần xin giải trình tất cả các đồng chí mà chúng ta chưa rõ tại sao các bọn tôi đấy rồi làm thế nào thế kia thế này các đồng chí thông cảm là bản thân ban liên lạc làm hết chính mình và cho đến giờ phút này tôi cũng là sẵn sàng được mở rộng hết mở rộng hội ta mở rộng để chào đón các đồng chí làm việc mà bản thân tôi chưa xin hứa với đồng chí như này tôi sẽ đi một lần nữa đấy tôi sẽ đi một lần nữa cho các đồng chí thành công hay không thành công thì không có gì đâu cả cái bản thân đó không mình không có gì đâu mà người nào người qua đây cũng xin mặt mũi là giải trình và cũng nói với các đồng chí một số cái ý kiến mà để các đồng chí chưa biết hoặc đã biết rồi nhưng mà cố mà muốn hỏi thì không muốn trả lời như vậy thì bây giờ là coi là đã đến giờ qua cái phần nội dung đầu tiên chúng ta đã xong và chúng ta cũng cảm thấy là từ qua đây đến đây là chúng ta rất tâm huyết các đồng chí ngồi đây cực kỳ tâm huyết bay chém rồi và liên hoan bỏ các đại ca. Good night.